nữa. Mấy con vô đây làm cái chân.
Đây đây là quy trình đang bắt Vũ Nhôm đây mọi người ơi. Nhà Vũ Nhôm hiện nay công an đang vây bắt nhà Vũ Nhôm nghe mọi người. Vũ Nhôm đâu rồi, sao chưa thấy xuất hiện? Chưa thấy xuất hiện Vũ Nhôm. Mà nhà báo ký giả và dân là rất là đông, rất là đông, tập trung hai bên đường. Đây, nhà Vũ Nhôm mọi người ơi, rồi đã có lệnh tạm bắt Vũ Nhôm. Ok, ok. Bắt quần áo. Ok. Ai, cảnh sát giao thông không tỏ đường bắt Vũ Nhôm. Bắt Vũ Nhôm là gì nào? Vì sao bắt? Vì sao anh đã bị bắt? Thank you.
Đây không, em đang đứng ở chỗ ngã tư Đèn Xanh Đỏ, em đang cầm máy live, em không đi được. Đi bộ tới đây đi. Đi bộ tới được. Đi bộ qua đó. Dây đâu?